9436 chắc tầm hơn 3000 FC. Màu đen đi. Ôi, con gì đây? Đức à? Bremer thôi xong rồi. Quên mất là con này hàng lởm. Quên mất con hàng này rất lởm đây. Cộng 7 ngày. Bác Thành Đô 1m80-75 cân. Ui, chuẩn thế nhỉ? Bác Thành Đô có quả chiều cao với lại cân nặng chuẩn thế. Ấy, hàng ngon này. Maradona. Có tiền luôn. Lại có tiền luôn, 109-12 tỷ. Và cụ Mara hot nhưng là cộng 7. Thế mà không cộng 8 nhỉ. Con này Maradona hot 8 thì ngon cái. Ui, rùa. Đù, bảo không phải đen. Bảo này không phải đen rồi. Gói 96 18 tỷ, oh my god. Đây là thích bảo đen hay sao? Không, đây bảo không hề đen. Đúng mà. Đập chủ nick lên 4 á, ừ được. Bảo đen này không đúng đen lắm. Rõ ràng bảo tên là bảo đen. Ăn bánh mì đen nhưng mà mở đỏ. Bảo đỏ. Bảo đỏ. Không phải. Không phải bảo đen à. Bọn hàng chính thôi. Kiến Ngô ở trận đầu tiên PSG thu 2-1 á, có không? Ui, cộng 7 luôn, ui Griezmann, tôi tưởng là cộng 4 gì đấy. Ăn đủ, ố, lại tiền rồi. Cái này chưa chơi full nhưng có vẻ như ổn, LH7. Ồ, thế có khi Robéo LH7 ra trong đấu này được đấy nhỉ? Rồi, như vậy là Jose Jimenez, trung vệ của Atletico đã ký hợp đồng gia hạn và không còn bất kỳ tin đồn nào đến các câu lạc bộ khác nữa. Và Lukaku, tôi rất hạnh phúc và được quay trở lại với một câu lạc bộ tuyệt vời này. Tôi đã hâm mộ Chelsea từ khi còn nhỏ. Cú pháp quen vãi nồi, tôi bỏ, không đọc, biết rồi. Đừng mà, tưởng cái gì. Trung Nguyễn đúng, trận đầu tiên là PSG ăn choi 2-1, nó làm gì có thua đâu. Em mở ra BOV là 5, ủi vãi, khoảng đến mở ra 7 thôi rồi. Xin hàng 9x thôi, chỉ cần là 9x cộng 8 thôi. Á đù không cho mở. The fuck. Đáng ra quả này có thể ra Lampard hoặc là ra Kun Aguero, nhưng mà bây giờ lag nên không cho mở nữa. Gà ăn biết à. Hóa ra gà đang cố fix cái này đấy. Không mở được này, chuẩn bị này. À được à, được. Ra con gì đây, giày vàng 19. Úi dồi. 97 đủ mà. What the hell? 97 là bao nhiêu? 82 à? Chỉ số 82 gốc và Pekarik. Ủa này Tominay thì được. Tominay hoặc là Pulisic, Greenwood đều được hết. Minh Khang là bộ công an gần nhà anh, đúng rồi. Cũng gần, không quá gần. Tầm mẹ hơn cây. Ôi giời, Brazil. Neres rồi. Ajax Amsterdam hơi ghẻ. Ui, ACN may quá. ACN nó cứu cho. Vậy nick này không đen. Nick này không bị đen nữa rồi. Essang Icon. Nó là bèo rồi phải. À 31 cũng được. Ô may quá. May quá. Đúng là tôi lần trước tôi không cho Smeichel vào. Ờ, giày đen đóng thùng, đúng thế. Giày đen đóng thùng là đủ rồi. Ra mấy con tầm này cũng được. Làm Pat, Gera, Maradona được hết. Handa có sẵn rồi, Handanovic thì luôn luôn có sẵn. Giày đen rồi, số 7. Ui, xe vàng. Quá chuẩn luôn. 98 các bạn ạ. Mỗi tội là chưa được giá căng lắm. Ui, chẳng chỉ 2 tỷ. Căng căng. Bảo không đen thật. Bảo không đen nhé. Đấy.
Chơi thì mất nhiều tiền, thế nhưng mà mở thẻ không đen tí nào. Đúng là giày đen đóng thùng số 7, Teva. Thơm quá. Chúc mừng Bảo Đen, lấy hàng này đá luôn. Nhưng mà này hàng này không phải hàng của MU. Không phải hàng MU. 200 tỷ gà đắt hết vậy rồi. Gà ham chơi đã gửi 50 sao. Đấy, chúc mừng Bảo Đen. Nhẹ nhàng đúng không? 100 tỷ, 200 tỷ. Thôi bán thôi. Seva hàng chè xanh, mỗi tôi là hàng nick này chơi MU. Ok, Bảo Đen rồi. Ôi giời ơi.